này sẽ ướt rồi các bạn. Ướt này là ướt nước cho vịt ăn chứ không phải nước bơm điện. Vuông đất này quá lớn rồi. Trên đó hầu dữ cỡ chục công hơn, cỡ 15 công. Đất này có mấy dấu lầy nữa. Lầy có nước này vô nó nhẹ. cái chăn cái hố luôn. Án nó bay đâu sao. Trên đó không có lầy đâu. Né, né gió lại, né hầm.